Hôm nay thì mình lại tiếp tục với cái phần là lắp màng loa. Thì ở đây mình có mấy cái màng, nếu như các bạn mà lắp thì các bạn có thể lắp chọn màng vành cao su thì nó thiên về tiếng trống. Còn nếu như các bạn chọn vành bằng giấy thì tiếng trống nó cũng có nhưng mà nó thiên về tiếng trung hơn. Vì nếu như các bạn đặt lồi ra cao hơn nữa thì âm thanh nó lại nổi hơn nhưng nó lại rè. Vì thế mà để cho âm thanh nó nổi lên một chút. Cả mặt trước, cả trên thanh sắt và trên vành loa đó là cái keo dán loa, chỉ cần nó nhưng mà trước khi lắp vào mũ vào tiếp theo thì mình sẽ nghe thử xem nó như thế nào đã. Ở đây khi cái mũ loa mà các bạn gắn vào thì sẽ không có chỗ để cầm. Vì thế các bạn sẽ gắn cái miếng băng dính lên để làm cái coil để xách, giống như là xách cái vung. Thì khi mình đậy vào nó sẽ bị chuẩn, nó sẽ chuẩn luôn. Là cái màng loa càng dày càng tốt.